Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một lô đất mặt tiền nằm trên trục đường số cạnh siêu thị Ion Tên Lửa, quận Bình Tân. Chủ tài sản đang có nhu cầu bán, xin giới thiệu với cô chú anh chị. Lô đất với diện tích ngang năm dài 20, công nhận trên sổ là 100m², đất ở đô thị 100%. Đất trống tiện xây dựng mới, trệt 2 lầu và sân thượng. Hướng chính của lô đất là hướng Tây Bắc. Và hiện tại lô đất này đang được chủ nhân chào bán là 11,5 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về kênh với số điện thoại 078 75 72 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về lô đất này.